ăn phổ biến, được sử dụng rộng rãi, giết mổ tràn lan, ẩn chứa nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Thịt gà là thực phẩm được sử dụng rộng rãi trong bữa ăn của người Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là thực phẩm ẩn chứa nhiều nguy hại nếu có nguồn gốc không rõ ràng và quá trình chế biến không đảm bảo. Các cái gia súc, gia cầm, rồi các cái loại thực phẩm, thứ nhất là giết mổ là chúng ta không đảm bảo cái quy trình vệ sinh. Cái thứ hai là cái quá trình chế biến, rồi quá trình bảo quản. Thậm chí là thực phẩm mà để quá lâu thì nó cũng dễ bị nhiễm khuẩn cái loại là vi khuẩn này. Và khi thực phẩm nó bị nhiễm khuẩn như vậy thì rõ ràng là cái nguy cơ là nó ảnh hưởng đến sức khỏe rất là lớn. Khuẩn tụ cầu vàng là loại khuẩn vốn tồn tại trong môi trường tự nhiên. Loại khuẩn này dễ dàng lây nhiễm vào thực phẩm, đặc biệt là gia súc, gia cầm trong điều kiện vệ sinh kém, thường bắt nguồn từ quy trình giết mổ không đảm bảo. Khuẩn tụ cầu vàng không chết đi khi thay đổi nhiệt độ của thực phẩm như cấp đông hoặc hâm nóng. Khuẩn tụ cầu vàng thường xuất hiện nhiều trong các loại thịt gà và khi nhiễm khuẩn, người bệnh thường có những biểu hiện như bệnh sốt, nôn mửa và tiêu chảy. Đây là hình ảnh khu vực bán gà nguyên liệu tại chợ đầu mối phía Nam. Thịt gà thải loại được cấp đông, giã đông nhiều lần và bảo quản trong điều kiện mất vệ sinh là những hoạt động diễn ra hàng ngày. Không chỉ mất an toàn với những sản phẩm gà đông lạnh, những lò giết mổ mất an toàn cũng là nguyên nhân khiến thịt gà nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng, nguy hiểm. Tại các khu giết mổ, gà sau khi được nhập về sẽ được giết thịt rồi bán buôn cho các tiểu thương. Tuy là nơi sơ chế gà nhưng không được kiểm dịch và không đảm bảo vệ sinh là tình trạng chung chúng tôi ghi nhận được. Sau quá trình giết mổ không an toàn, gà thịt sẽ được chuyên chở ra các khu vực tập kết là những chợ bán buôn đầu mối hay các khu chợ dân sinh để đến tay người tiêu dùng. Và việc bày bán thịt gà cạnh các đường giao thông hay trên mặt đất bẩn, mất vệ sinh là hiện tượng rất dễ gặp phải tại nhiều nơi ở Hà Nội. Làm siêu thị đây, đây tí chuyển đi siêu thị luôn nên thì nó dập vào siêu thị nào đấy. Để rửa giấy đi xong là lạ. Không chỉ ẩn chứa nguy cơ nhiễm khuẩn với những loại thịt gà tươi sống, quá trình chế biến gà thành phẩm cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là khuẩn tụ cầu vàng. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại một cơ sở chế biến ruốc gà tại tỉnh Hưng Yên. Trong khu xưởng khoảng 50m², ruốc gà được sản xuất bởi những điều kiện tối thiểu với chỉ 2 nhân công. Theo những người thợ tại đây, nguyên liệu kém chất lượng là bí quyết để tạo ra những kg ruốc siêu rẻ. Tôi thì ví dụ lấy loại thường thì tầm độ khoảng 12 thì là tương đối. Còn đâu cái loại 90 thì đây là bông 90 này, màu càng nhạt. Còn rẻ lưỡi mà loại rẻ sợi thì nó độ 70. Rẻ sợi á? Mà sợi chứ không bông. Không bảo hộ lao động, thậm chí dùng trực tiếp tay chân để chế biến. Có lẽ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là điều không bao giờ được biết đến tại đây. Và đây cũng là môi trường thuận lợi để ruốc gà có thể nhiễm các khuẩn nguy hiểm như tụ cầu vàng bởi thực phẩm mà ở đây là ruốc gà. Có thể dễ dàng nhiễm khuẩn từ một vết xước nhỏ trên tay người chế biến. Ngay kể cả tay của những cái người mà chế biến, tay của những cái người mà nấu ăn, nếu mà bị nhiễm các cái loại như mụn nhọt lở loét thì đấy cũng là những cái nơi mà nó có những cái tụ cầu vàng, nó cũng là phát sinh ra để nó làm tiếp xúc với các cái thức ăn và nó dẫn đến cho thực phẩm nó bị nhiễm khuẩn. Nếu mà nặng, ngoài cái việc là đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy thì nếu mà thậm chí mà nặng thì chúng ta có thể là thấy nguy hiểm đến sức khỏe, ảnh hưởng đến não và thậm chí có thể tử vong. Để tránh nhiễm khuẩn tụ cầu vàng trong thịt gà khi sử dụng, người sử dụng cần lưu ý. Chỉ mua gà tại những nơi giết mổ an toàn, có dấu hiệu kiểm dịch của cơ quan chức năng. Không mua các thực phẩm nói chung và sản phẩm từ gà nói riêng khi được bảo quản trong điều kiện mất an toàn, không được che đậy. Chế biến kỹ trước khi sử dụng các sản phẩm từ gà. Không mua các thành phẩm từ gà ở các địa chỉ không rõ nguồn gốc, không được đảm bảo bởi các đơn vị kiểm định.